Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục Nhận diện và phòng ngừa. Tôi là Trần Đức Thuận. Hôm nay tôi sẽ cùng trao đổi với các bạn về một số vấn đề liên quan đến loại tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng cách hackmail. Đây là một chuyên mục có ý nghĩa và được dành cho những người đang và sẽ hoạt động thương mại mua bán hàng hóa với đối tác ở nước ngoài. Nếu bạn không phải là những người nêu trên cũng chẳng sao, bạn có thể chia sẻ clip này cho bạn bè, người thân của bạn mà họ là những người đang và sẽ hoạt động thương mại mua bán hàng hóa với người nước ngoài để họ không trở thành nạn nhân tiếp theo. Ta bắt đầu đi vào phần nhận diện. Người bị hại của loại tội phạm này, dĩ nhiên họ là những doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thanh toán tiền mua hàng hóa. Còn đối tượng lừa đảo của loại tội phạm này là ai? Tuyệt đại đa số đối tượng cầm đầu đều là người có xuất thân từ châu Phi. Tôi xin nhắc lại, đây không phải là vấn đề ám thị hay kỳ thị, phân biệt. Điều tôi khẳng định này được xác định thông qua việc tổng hợp các cái vụ án đã được khám phá bởi các cơ quan chức năng. Đó. Còn đối tượng đồng bọn của loại tội phạm này thì phần lớn là người Việt Nam, nữ giới. Đó. Những đối tượng này có vai trò là người đứng tên thành lập công ty, đứng tên chủ tài khoản ngân hàng để nhận tiền lừa đảo và một số đối tượng khác. Còn phương thức lừa đảo được thực hiện như sau. Nói về vấn đề này, Thuận nói nhanh về cái phương thức thanh toán giao dịch của doanh nghiệp Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài thường được thực hiện như sau. Dĩ nhiên cái giao dịch đúng á, giao dịch không bị lừa á, giao dịch đúng á, thường sẽ như thế sau. Doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài cùng trao đổi với nhau, thống nhất với nhau bằng cái email, trao đổi với nhau qua email. Doanh nghiệp Việt Nam sử dụng một cái địa chỉ email, trao đổi với doanh nghiệp nước ngoài qua hộp thư email. Đó, trong đó nội dung giao dịch đó sẽ là thỏa thuận về giá cả hàng hóa, chọn lựa mẫu mã hàng hóa, phương thức thanh toán, phương thức vận chuyển, ngày giờ giao hàng, rồi các chứng thư thanh toán tiền, đó, vân vân. Rồi doanh nghiệp nước ngoài xuất hàng đi, chuẩn bị đóng hàng vô công, đem công xuất đi ra cảng, rồi cảng biển. Thì khi mà công được giao lên cảng thì doanh nghiệp Việt Nam phải thanh toán tiền vô tài khoản của đối tác nước ngoài. Đó. Rồi khi đó cứ đến cái ngày đúng hẹn, tàu nó đem hàng tới rồi nhận hàng, rồi trả hết tiền hay là như thế nào đó, theo sự thỏa thuận giữa hai doanh nghiệp với nhau. Đó. Thì cách thức tội phạm sẽ làm như sau. Chúng tạo ra một cái lỗ hổng giữa cái đường truyền email của hai doanh nghiệp. À, trước giờ thư của bên nước ngoài chuyển về Việt Nam thì nó cứ đi thẳng qua, đi thẳng Việt Nam, ngược lại đi thẳng qua. Bây giờ nó trở thành là một hình tam giác. Thư của các bạn của doanh nghiệp Việt Nam á, chuyển đến cho nó, rồi nó sẽ điều chỉnh, nó thay đổi theo ý của nó, rồi nó mới chuyển thư đi qua doanh nghiệp nước ngoài và ngược lại. Có nghĩa thư của các bạn bây giờ không đi thẳng nữa mà phải đi qua cái lỗ hổng đó của nó. Khi các bạn chuyển cái thông tin, ví dụ nói nhanh thôi, ví dụ doanh nghiệp Việt Nam mình tạo một cái thư xong chuyển qua, nó sẽ ngồi đó, nó là người đọc trước, kiểm tra trước và nó thay đổi những cái nội dung của bức thư đó theo ý của nó, theo những cái sự sắp đặt của nó. Sau đó nó sẽ tạo ra một cái địa chỉ email khác gần giống hoàn toàn với cái email của bạn của doanh nghiệp Việt Nam ạ. À.
Ví dụ cái chữ là andersonamoc@yahoo.com thì đó lại là Anderson S có thêm một ký tự nào đó, amoc@yahoo.com, gửi đến cho đối tác nước ngoài. Đối tác nước ngoài bạn trước giờ giao dịch á, cái địa chỉ email họ phần lớn thực sự là các bạn cái họ cũng không có quan tâm cái địa chỉ đó gì đâu, bởi vì lúc đó nó đã được thay đổi bằng một cái tên nickname hoặc là cái tên gì của cái địa chỉ email đó, Anderson thì nó sẽ để tên là Mr. A cái gì đó, nó đã đổi tên rồi, nó ẩn phía sau cái địa chỉ email đó, nó bị ẩn phía sau cái tên đó rồi. Thì khi cái email đó, bọn hacker nó chuyển đến đó, bên kia người ta cũng không có để ý thấy sự khác biệt đó. Tôi nói nó khác biệt rất nhỏ, gần giống hoàn toàn, nên dẫn đến cái người tiếp nhận cái bức thư đó họ không nhận ra đó là bức thư giả, bức thư email giả đó. Rồi họ tiếp nhận cái thay đổi theo đó, rồi sau đó họ cái đối tác nước ngoài á, họ phúc đáp cái bức thư đó lại gửi đi, nó đâu có đến công ty Việt Nam liền đâu, doanh nghiệp Việt Nam, nó đi qua cái lỗ hổng đó, đến cái lỗ hổng đó tụi nó sẽ xem xét, nó lựa chọn thời điểm tạo cái họ nó điều chỉnh thư, xong nó gửi cho bạn làm cái bức thư phúc đáp. Bạn thì cứ ngỡ rằng là đối tác nước ngoài phúc đáp cho bạn đó, hiểu không? Nên bạn tin tưởng đối tác Việt Nam là tin tưởng. Cụ thể ở đây là với cái số tiền cái doanh nghiệp nước ngoài họ xuất hàng rồi theo cầu của bạn là hàng rồi đó, thì giá tiền thanh toán là ví dụ 50.000 đô la đi, họ kêu bạn là hãy thanh toán tiền cho chúng tôi qua tài khoản mà trước giờ chúng ta cũng giao dịch với nhau. Nó điều chỉnh bức thư đó, nó báo cho bạn á, nó điều chỉnh bức thư đó với nội dung đây: tôi đề nghị các bạn thanh toán 50.000 đô la vào cái tài khoản mới, không phải tài khoản cũ. Nó đưa một cái tài khoản mới, đây là tài khoản của bọn lừa đảo chuẩn bị trước rồi, chuẩn bị sẵn đó, tôi đang nói chuẩn bị sẵn. Lý do đưa ra của nó là cái tài khoản cũ của tôi ấy, đang bị thanh tra, đang bị kiểm tra nên giờ chuyển tiền vô không rút ra được. Rồi hoặc là doanh nghiệp tôi nay thay đổi tài khoản, thay đổi địa điểm đăng ký kinh doanh, thay đổi địa chỉ mới, tài khoản mới, ngân hàng mới. Đó. Nên đề nghị bạn thanh toán tiền vô tài khoản này. Rồi bắt đầu nó điều chỉnh thư đó xong, nó chuyển cho bạn doanh nghiệp Việt Nam, bạn tiếp nhận cái thư đó. Hồi đó giờ làm ăn tin tưởng hết sức, cứ chuyển tiền cho bạn. Bạn không kiểm tra lại điểm đây, điểm mấu chốt vấn đề là bạn không kiểm tra lại cái sự biến động này. Bạn tin tưởng, bạn ra, bạn chuyển tiền vô tài khoản đó. Rồi bạn chuyển xong bạn mới báo, tôi chuyển rồi, tiền rồi nha bạn. Nó điều chỉnh bức thư đó là bạn hẹn lại 5 ngày nữa mới chuyển tiền hoặc 7 ngày nữa mới chuyển tiền vì đang khó khăn, nó chuyển cho bên kia khó khăn vì nên xin cho doanh nghiệp nước ngoài gia hạn tới thời điểm đó. Lý do nó làm chuyện này là để cho thằng kia nó không hối thúc tiền nữa, hoặc là kia nó sẽ không gọi điện để đòi tiền đó, nó gửi cho đối tác nước ngoài đó. Rồi vấn đề đó, tiền được chuyển đi rồi, mất rồi, nó khi bạn chuyển tiền xong nó rút ngay rồi đó. Cái cách thức của tụi nó làm là như thế. Ở đây là cái phương thức của nó rất đơn giản, tuy nhiên cái kỹ thuật làm được chuyện này á là rất là khéo léo. Tụi nó phải biết kỹ thuật hack vô cái chiếm đoạt cái quyền, tạo ra cái lỗ hổng đó, nó tạo ra cái lỗ hổng đó đó là hay nè, là khéo léo nè, là kỹ thuật. Rồi nó cân đối cái tâm lý của hai bên, giữa người mua hàng và người bán hàng, về việc một bên là thanh toán chậm thanh toán, còn bên kia là phải thanh là phải chuyển hiện, phải thông cảm với việc chậm thanh toán này, mà ở mức là hai bên không kiểm tra chéo bằng phương thức kiểm tra khác, ví dụ điện thoại hoặc là gọi Viber hoặc Zalo. Đó là một cái sự khéo léo của
của loại tội phạm này. Còn về phần phòng ngừa, thật sự để phòng ngừa loại tội phạm này á, nó vừa khó mà nó vừa dễ. Tức là cái phương pháp trao đổi của các doanh nghiệp Việt Nam với nước ngoài trước giờ và cũng thời gian tới là phương pháp truyền thống là chúng ta trao đổi qua mail, qua địa chỉ email. Email nó thuận lợi thế này nè, ngoài những cái nội dung mà chúng ta muốn nói chuyện với nhau á, trao đổi với nhau á, chúng ta còn gửi file rồi gửi những cái hình ảnh, file PDF rồi đó. Mà những cái phương thức khác á, nó còn khó khăn hoặc chưa thuận tiện lắm. Thì những cái giao dịch trước giờ trên mail như vậy thì chúng ta tin tưởng nhau, làm theo theo lời lề lối thói quen đó. Nên mọi sự biến động của nó, sự thay đổi của nó, chúng ta cũng tin tưởng nhau. Vì vậy cách phòng ngừa của loại tội phạm này duy nhất có một cách thôi, là khi có bất kỳ sự biến động nào trong cái phương pháp, phương thức thanh toán, giao nhận hàng hóa, thay đổi tài khoản nhận tiền nè, thay đổi số tiền, thay đổi giá bán nè, thay đổi phương thức thanh toán nè, thì chúng ta hãy sử dụng một phương pháp khác, phương thức trao đổi á, phương thức liên hệ á. Ví dụ bạn trao đổi mail phát hiện ra thì bạn nên gọi điện thoại trực tiếp cho đối tác bên nước ngoài, hoặc bạn gọi Viber, hoặc nhắn tin qua Zalo, hoặc các phương thức giao tiếp khác để bạn kiểm tra lại xem là có cái chuyện thay đổi đó hay không. Đó. Rồi hãy thực hiện cái việc thanh toán tiền. Tại có người cũng sẽ hỏi là tại sao ngu quá vậy, không đợi hàng tới, thấy hàng lấy hàng đi rồi trả tiền. Xin lỗi các bạn, cái việc mua bán quốc tế với nhau á, thực sự xuất phát bằng cái niềm tin lớn với nhau đó. Chỉ cần hàng của bên nước ngoài đóng vô công, ra gửi lên tàu, chuyển về bạn, thì khi có cái vận, cái hóa đơn của tàu á, nhận cái công đó rồi á, là bạn phải thanh toán tiền cho người ta rồi đó. Còn du di hữu hảo lắm á, thì người ta gia hạn cho việc bạn thanh toán á, là khi tàu, ví dụ chuyến tàu đi 10 ngày thì tới ngày thứ 7 bạn phải thanh toán, hoặc ngày thứ 9 bạn phải thanh toán rồi. Hiếm trường hợp nào mà tàu hàng tới rồi bạn nhận hàng rồi bạn mới trả tiền đó. Rồi cái loại tội phạm này á, nó đang bùng nổ trên toàn thế giới. Tức là những đối tượng người châu Phi này á, họ hay lắm, họ giỏi lắm. Dường như họ được sinh ra, được đào tạo để đi lừa lấy loại tiền này. Vì vậy á, các doanh nghiệp ở các đất nước khác, rất nhiều doanh nghiệp khác ở đất nước khác cũng bị lừa. Nói chung là loại tội phạm này ở trên toàn thế giới, không chỉ riêng Việt Nam này đó. Nếu bạn có bạn bè là người nước ngoài cũng đang hoạt động kinh doanh mua bán hàng hóa nước ngoài này, các bạn có thể nói với họ, chia sẻ với họ về vấn đề này để họ cảnh giác. Hãy lúc nào cũng hãy kiểm tra lại cái tính trung thực, tính xác thực của cái việc sự thay đổi biến động đó. Nói đây thì cũng tôi cũng nói qua cái vấn đề là lừa đảo qua Facebook, qua việc mượn tiền á. Tự nhiên lâu lâu có cái người nào đó nhắn tin trên Facebook các bạn là kêu nạp cạc hoặc mượn tiền, thì xin các bạn hãy kiểm tra lại với cái người đó bằng cách gọi điện. Bạn nên nhớ hãy chỉ thực hiện việc chấp thuận cái thay đổi đó, có nghĩa là chấp thuận chuyển tiền theo cái sự thay đổi đó hoặc cái lời mượn tiền. Khi nào các bạn đã liên hệ được với cái chủ thể đó nha, rất cũng có rất là nhiều người đã thử liên hệ rồi nhưng mà liên hệ chưa được thì cũng đã vội chuyển tiền rồi dẫn đến bị lừa nha. Hãy nhớ lại, hãy kiểm tra và hãy kiểm tra cho bằng nào khi nào liên hệ được với cái chủ thể cần liên hệ đó và xác nhận là cái chuyện thay đổi đó là có thật và hãy chuyển, hoặc cái việc vay mượn đó là có thật đó. Tôi Trần Đức Thuận, chuyên mục lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc hack mail này xin được kết thúc. Hẹn các bạn trong chuyên mục tiếp theo, lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc lừa
trúng thưởng. Xin chào các bạn.